Có chồng có con rồi chứ sao? Ly hôn chồng con thì được quyền yêu người khác mà. Đâu phải đang ở với chồng mình mà đi ở người khác đâu. Lo. Đầy người ly hôn người ta vẫn lấy vợ mới đây. Sao đâu? Bạn không thấy bao nhiêu người đấy à? Người ta ly hôn vợ rồi người ta lại lấy vợ khác hay thế? Chấp nhận gì em? Chả biết ai bùi ai nên nhận đấy đấy bạn, có mọi người vào trang nhìn thấy đấy đấy, nói chuyện đàm phán này, đàm phán là bảo tôi như này là ấy cho anh đi, ấy cho anh đi, ấy đi, mà tôi đâu đâu cũng đâu bị mắc lừa, tôi đâu có dại ấy anh đi đâu. Chúc em và gia đình nhiều sức khỏe, cảm ơn nhá anh Tế Điên nhá. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh ạ. Em còn đang ở trong Sài Gòn cơ. Khi nào em về Tam Định thì nếu mà anh đúng là cái đích thật thì đích mà đúng thì em sẽ y bế cho anh nhau. Em nghe thấy mấy em cũng nói anh là ở Ý Yên, Hải Hậu. Phải không anh? Em thì vừa cũng ít lên mạng, 6-7 năm nay em ít lên mà. Nên em cũng không biết gì nhiều đâu. Sau 7 năm nay cũng lâu rồi cũng không có lên thường xuyên nên là cũng không. Em thì lại ở trên này, ở trên chỗ nhà thờ Thạch Bi ấy anh. Gần đó. Bố mẹ em quê gốc ở đấy thôi. Nhưng mà bố mẹ em cũng lên Tuyên Quang được mấy chục năm rồi. Lúc 20 mấy tuổi em mới về quê một lần, mới biết quê á. 20 mấy tuổi lúc lớn lắm rồi mẹ mới cho về quê một lần. Bao giờ em về Nam Định? Alo anh, em gần. À ok anh nhá, tí nữa em follow anh nhá. Toàn đi đâu cũng toàn anh toàn em. Khánh bây giờ đang ở một nơi thật xa, đang trốn thật, đang nằm thật kỹ, nằm khoanh vùng nhá. Anh ở thị trấn, anh ở đang thị trấn. Cái đấy em lại không biết nhỉ? Em chỉ biết Ý Yên thôi, với lại bên là Ý Yên này, với bên cái gì Cường nhỉ? Trực Cường này, gần chỗ khu mấy bọn các em ở dưới đấy. Với dưới Hải Hậu thôi anh, còn nói cái chỗ kia thì em lại không biết nha. Hello, xin chào tất cả anh em nha, xin chào tất cả cộng đồng mạng nha. Em Hằng thì cũng luôn luôn yêu quý mọi người, dù gì đi nữa thì mọi người, tất cả mọi người là mong mọi người ai cũng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Như em Hằng cũng không muốn là mọi người đi theo cái bạn Khánh Sky bầu trời kia để mà mất thời gian. Thứ nhất đi theo bạn Khánh không trả được cái gì. Nhưng hai nó cũng không ổn định cuộc sống thì thôi mình đi kiếm một cái việc gì đó mình làm cho ổn định cuộc sống hơn. Hello, xin chào nha. Khánh đợt này là mất hơi nhiều 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 tiền đấy mọi người ạ. À. Mất hơi nhiều tiền để cho các gì cho các fan để vào đây để mà nói về Khánh hay. Ok, Khánh hay quá, Khánh đỉnh quá, hay quá. Em cảm ơn anh ạ, em xin anh ạ. Sao còn trẻ còn khỏe không đi làm mà phải làm những cái trò đó. Ôi giời ơi. Thế mọi người thì tính học học Khánh cách đi xin tiền hay gì? Anh đẳng cấp quá ạ. Người nào cho thì kêu đẳng cấp, người nào không cho bảo là thế nọ kia.